Hôm nay chúng ta sẽ vào năm bài học kỹ năng chuyên sâu về Selenium, Selenium in Advance. Thế thì cũng như các bài học trước thì yêu cầu kiến thức trước khi học thì mong muốn các bạn đó là hoàn thành những bài học cơ bản. Đấy. Và ở đây thì đối với Selenium thì cần các bạn một chút liên quan tới Java Programming Skill. Đấy, tức là lập trình, ngôn ngữ lập trình một chút về Java. Kiến thức mong muốn sau khi học qua 5 bài thì mong muốn các bạn sẽ học qua được những các cái căn bản học về Selenium IDE. Đấy, cài cắm rồi record and playback một cách hoàn hảo. Bài thứ hai liên quan đến Selenium Remote Control. Đấy, tức là ở đây là cái mức cao cấp hơn so với cái việc mà các bạn chỉ đơn giản là chạy trên một cái tool thì bạn sẽ lập trình dựa trên ngôn ngữ Java và chúng ta làm quen với khái niệm hub. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta làm quen với bài số 3 thì chúng ta sẽ làm quen với việc đó gọi là Keyword Driven Test. Ở đây đó là một cái hình thức mở rộng của cái việc mà kiểm thử liên quan tới việc mà bạn dùng một tool và bạn sẽ nâng cấp nó lên ở giữa khái niệm đó gọi là chúng ta kiểm thử ở dưới dạng gọi là những từ khóa. Những từ khóa ở đây có nghĩa rằng là bạn chỉ nghĩ đơn giản là bạn sẽ đưa đầu vào một loạt các từ khóa và nó sẽ tự động chạy test theo những từ khóa đó của bạn. Đấy, thì đấy là cái mong muốn bậc nhất liên quan tới việc mà bạn dùng automation tool. Thì chúng tôi gọi là đó là cái cách gọi là test theo từ khóa keyword driven. Đấy. Và bài số 4 thì chúng ta sẽ đi theo một chút liên quan tới test ng để mà quản lý những các cái hiệu năng liên quan tới những các cái test case mà chúng ta viết ở trong Selenium Remote Control. Đấy. Cái này thì nó còn đôi chút liên quan tới hiểu biết một chút liên quan tới framework test unit test của mới mà bây giờ các bạn đang viết cho Java đó là test ng. Đấy, test ng. Test ng viết tắt của test next generation. Đấy. Tiếp theo liên quan tới việc gọi là cái này cũng là một cái challenge rất là lớn đó là Selenium đó là test những ứng dụng chạy trên nền tảng web. Thế như vậy là sẽ có một vấn đề xảy ra đó là khi các bạn code thế nào đó ở trong Selenium, tức là chúng ta coding test case thì nó chạy tốt cho nhiều browser. Đấy, thì tôi sẽ có một số cái phương cách ở trong bài số 5. Đấy. Vâng, thế đầu tiên thì vào bài 1, cài cắm. Trước khi cài cắm thì mình nêu qua một số một chút cái cơ bản. Vâng ạ. Thì Selenium là gì? Selenium đó là một cái tool hỗ trợ các bạn kiểm thử tự động. Vâng. Nhưng mà kiểm thử tự động ở cái gì? Kiểm thử tự động đối với những chức năng. Vâng. Chứ không phải là kiểm thử tự động đối với unit, kiểm thử tự động đối với tốc độ. Không ạ. Cái này nó sẽ kiểm thị tự động đối với các chức năng của những ứng dụng và ứng dụng dựa trên nền web. Và ở đây thì nền web có thể là bạn phải bắt ví dụ chẳng hạn như là những cái ứng dụng dựa trên nền web là như thế nào. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là OneDrive của Microsoft, ví dụ tôi đang mở đây. Đây là một cái gì đó liên quan tới ứng dụng liên quan đến nền web. Đấy. Thì tôi sẽ có những cái ứng dụng khác, ví dụ chẳng hạn như là một cái website Hà Nội Computer. Đây, vâng, tôi sẽ quay lại khi các bạn đến kết nối. Vâng, đây ví dụ chẳng hạn như đây là một cái OneDrive liên quan tới một cái app vâng, liên quan đến nền web. Đấy. Thì cái webpage này thì liên quan tới việc đó gọi là chúng ta có rất nhiều ứng dụng, chẳng hạn như là Hà Nội Computer. Đấy. Hay là ví dụ chẳng hạn những ứng dụng VnExpress đấy, chẳng hạn các bạn sẽ hoàn toàn có những cái liên quan tới ứng dụng về chức năng để mà chạy. Thì Selenium đó là một cái tool để giúp hỗ trợ các bạn chạy tự động, test tự động trên nền tảng web, ứng dụng nền tảng web đấy. Nào, thế Selenium là cơ chế làm việc như ra sao đấy? Thì ở đây có chúng ta sẽ đi sâu liên quan tới IDE, liên quan đến remote control và hub đấy. Thì ở đây thì có một cái hình mà có lẽ là các bạn sẽ tổng quát hơn khi đưa vào đó là các bạn vào Selenium HQ đấy đó 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 yeah. Thì các bạn sẽ thấy rằng là hq.org đấy. Thì các bạn sẽ thấy là những các cái lý giải cho cái cơ chế hoạt động của Selenium rất là rõ ràng. Đấy. Thì ở đây tôi sẽ đưa ra cho các bạn xem những các cái liên quan tới Selenium căn bản đầu tiên đó là IDE, đấy, Record and Playback. Và trong khi chúng ta đang
chờ trang web load. Vâng, đây đấy. Đây là trang chính thức của Selenium đấy. Đối với cái gọi là IDE thì các bạn đầu tiên ấy, thì có lẽ là các bạn phải cài cắm cho mình cái Firefox Mozilla. Các bạn vào Mozilla và bạn download cho mình Firefox, đó là cái browser để có thể dùng trình Mozilla trình duyệt. Đấy, đây tôi đã cài lên rồi. Đấy thì các bạn vào đây, các bạn ai chưa cài thì sẽ cài lên. Tiếp theo ấy là các bạn chạy đối với Selenium IDE. Vâng, đây Selenium IDE tiếng Anh, nó cần phải có một cái add-in liên quan tới HQ. Đấy. Thì ở đây sẽ có một cái là hướng dẫn các bạn download và cài cắm IDE ra. Đấy. Ví dụ chẳng hạn như là sau khi download Firefox xong tôi mở ra. Vâng, đấy. Thì tôi sẽ tìm cái nó gọi là Selenium IDE. Đây, add in on Firefox. Đấy. Selenium IDE đây, chính xác cái này. Thì nó sẽ hướng dẫn các bạn tới và cài cắm cái này lên. Đây, ví dụ chẳng hạn đây là một cái add-on của Selenium IDE và bạn có thể add lên Firefox. Đấy. Sau khi cài add xong thì nó sẽ đưa vào tool đấy, Selenium IDE ở đây. Và trong Firefox tool thì nó cái hình thái của IDE nó như thế này. Đấy, các bạn mở ra. Đấy. Đây là một cái tôi tạo một cái mới và tôi bỏ cái cũ ra. Đấy. Vâng, đây thì nó sẽ là một cái bảng trống và có một cái test case liên quan đến unit test. Đấy. Thì IDE nó làm việc như thế nào? IDE thực ra nó là một cái tool giúp cho bạn record and playback. Record and playback là gì? Thì có lẽ là trong bài học cơ bản đầu tiên đối với automation test thì tôi cũng đã nêu cho các bạn căn bản một số cái. Thì ở đây tôi sẽ nói nhanh và đi qua một chút sâu liên quan đến các control căn bản. Ví dụ basic control này, rồi test case test suite này, với basic command và advanced commands đấy. Một chút liên quan đến JavaScript programming đấy. Nào, basic control. Lại quay trở lại cái phương cách của automation test thì như cái bài căn bản ban đầu ấy thì tôi đã nói rằng là cái automation test chỉ giúp đỡ cho bạn cái việc đó gọi là regression, tức là làm kiểm thử cuốn chiếu, quyền kiểm thử hồi quy đối với tất cả những cái ứng dụng mà các bạn muốn chạy lại ở trong một bản build tiếp theo. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn đây là một ứng dụng web bò sữa.vn. Ứng dụng này đang mong muốn là tuần này, đây ví dụ như hôm nay đã là một bản build rồi, nhưng bản này đang ổn định và tuần sau sẽ có một bản build mới. Đấy. Thì bây giờ chẳng hạn như là tôi sẽ record một chức năng liên quan đến việc gọi là view một sản phẩm của nữ. Đúng không ạ? Từ trang bò sữa. Đấy. Thì bây giờ ở đây nhé, trước khi view ấy thì tôi bật IDE ra. Đấy, Window Option Firefox Tool. Đây, IDE đây, bật ra. Thì chỗ này bên trái đây này các bạn nhìn này, click to record này, đấy. Các bạn click cho mình đấy, sau khi nó nhìn thấy nút này màu đỏ bên trắng đấy thì nó đang record. Sau đó bạn đấy thì sẽ bạn vào bò sữa.vn và đấy, bạn view vào sản phẩm nữ đấy, các bạn thấy không? Tức là mỗi lần click chúng ta sẽ nhìn thấy cái trang này nó đang có hiện hiện ra. Thì ví dụ tôi muốn review một sản phẩm này đấy, thì review đây sẽ có một cái trang phần trăm của giá và chi tiết. Ví dụ tôi sẽ verify cái nội dung text của giá. Đấy. Thì như vậy các bạn sẽ thấy rằng là mỗi một lần record tức là lưu lại và từng bước làm đấy. Thì tôi đã lưu lại những cái bước và sẽ record ở đây. Đấy. Bây giờ tôi dừng record. Đây, các bạn click vào stop now recording. Đấy. Và chạy lại cái này. Đấy. Thì tất nhiên là bây giờ vấn đề của nó là đây tôi chạy lại. Ví dụ các bạn ở trang Google đi. Đấy. Cũng sẽ thấy bạn được. Ok. Đấy. Một trang khác. Và bây giờ mình muốn sẽ chạy lại cái này. Vâng. Đấy. Chạy lại. Sẽ có nó sẽ chạy lại tất cả những cái step mà chúng ta đã làm. Đấy. Vâng, cái đầu tiên là nó sẽ vào trang bò sữa này. Đấy, sau đó sẽ vào áo phông bò sữa nữ. Đấy, đúng rồi. Sau đó sẽ vào cái link của cái vâng, cái này thì nó phụ thuộc vào đường truyền internet cho nên là nó hơi chậm một chút. Đấy. Sẽ vào cái ID là áo phông với 375.000. Đấy. Cái này thì hoàn toàn tự nhiên là engine của Selenium IDE tự làm. Đấy. Vâng, đấy. Thì cái
lý thuyết căn bản của test selenium ấy, thì đây nó là hồi quy cho những cái sản phẩm tiếp theo. Chẳng hạn bây giờ đây là một cái sản phẩm web, nếu mà bạn tiến lên, nếu nếu mà bạn hồi quy và chạy đối với ngày hôm sau, tuần sau, ví dụ bò sữa VN sẽ update vào ngày hôm sau hoặc là tuần sau, thì bạn bắt buộc phải chạy lại những các cái gì bạn đã record như thế này. Đấy, để cho đảm bảo rằng là à, vào trang chủ view website, view bộ phận áo của nữ và view được cái áo là 375.000. Đấy. Rồi, thì đấy là cái cơ chế. Thì ở đây liên quan tới control một chút, thì các bạn nhìn trên này, thì đấy, thì đối với Windows hay là Mac, hệ điều hành Mac hay điều hành Windows thì nó đều tương tự thôi, nó đều có những cái căn bản, ví dụ như bạn là test case này, test UI này, đấy, rồi playback cho toàn bộ test case này và playback cho cái current line đấy, rồi dừng đấy, rồi refresh, reload đấy, vâng, chạy nhanh hay chạy chậm đấy, bằng record and playback đấy. Ở đây nó lại thêm có cái nó gọi là liên quan tới khi nào chạy nữa đấy, tức là đặt lịch đấy. Ví dụ chẳng hạn như là tôi sẽ demo cho bạn là cái phần nó gọi là test case và test suite. Suite thì bạn hiểu rằng là nó bao gồm nhiều test case bên trong, ví dụ như tôi nói là ở đây thì tôi sẽ ném qua một cái áo bò sữa đây, delete delete rồi, ok. Ví dụ tôi sẽ record lại cho các bạn nhé, liên quan tới việc đưa vào bò sữa đây. Chẳng hạn như là tôi có 3 script, script thứ nhất liên quan tới việc record, đây ấn record nhé, thì vào đây bò sữa này, rồi ok. Thì đầu tiên thì tôi sẽ có một cái script thứ nhất liên quan tới việc vào phần áo nữ đấy, rồi rồi xem một sản phẩm rồi đấy. Nào, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại record đến cái test case đầu tiên. Tôi lấy ví dụ bò sữa đây, và tôi muốn là test case này sẽ là vào trang bò sữa và view một cái sản phẩm của thời trang nữ. Đây, tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là áo phông bò sữa nỉ sữa, vâng. Đấy, thì ở đây tôi muốn validate cái giá là 375. Đấy, thì tôi verify tag. Đấy. Rồi. Ở đây tôi sẽ lưu lại, vâng, lưu lại thì giống như Windows hay là Mac thôi, bạn cứ vào save test case. Tôi cứ cho test case là test 1 đấy, vâng, save. Bạn làm cho tôi một test case mới, file new test case. Đấy. Vâng, tại test case này thì bạn lại tiếp tục vào trang bò sữa. Đấy. Tại thời điểm hiện tại, vâng, lại ấn record. Đấy. Vào phần của Nam. Đấy. Bạn verify cho tôi một cái áo vàng đây, DC Nam 650.000. Đấy. Lại chọn select toàn bộ giá và chuột phải verify tag. Bạn cứ làm theo đi, tôi sẽ giải thích những cái step này sau. Đấy. Rồi đến chỗ này các bạn lại lưu lại. Đấy, Ctrl S là lưu. Ctrl S đây là tức là lưu lại cái này, dừng lại record, vâng. Đấy. Ctrl S lưu lại cái này. Save test case, vâng, đấy thì là test 2 này, rồi ok. Thì chúng ta có hai test 1, test 2 ở đây. Nào. Thì bây giờ các bạn Ctrl N vâng đấy. Tức là đối với cái gọi là liên quan tới IDE và này thì sẽ bạn sẽ tạo cho tôi một cái test xui để bao gồm tất cả những cái kia ra. Đấy. Này to save và test sui save test sui một đấy. Đấy. Thực ra đây là test sui đấy, thì nó sẽ có những cái gọi là liên quan với test cây, bạn add cho tôi test cây một đấy, rồi add cho tôi test cây test cây hai đây, rồi ok, bỏ cái này đi, delete cái này đi, rồi lưu lại để untitled test xui đấy. Rồi bây giờ sau đó bạn save test xui đấy, save test xui một đi, save replace, rồi ok đấy. Như vậy ở trong này đã có lưu ở hai test cây một và test cây hai ở trong test xui đấy. Thì bây giờ chẳng hạn như là
tôi tạo một test cây mới đây, tôi delete những link này đi, và tôi bây giờ tôi open open test suite don't save, và tôi đang xếp bằng test suite 1 đấy, thì lập tức nó sẽ có hai test cây, một test cây hai đấy. Thì đây nói chung là cách làm nói chung của liên quan đến việc test suite và test cây thôi đấy. Nào thế bây giờ các bạn thử run nhé, run cho toàn bộ những các cái này để xem nó có đúng không. Giả sử tôi đang ở website khác, ví dụ chẳng hạn như công số Thanh Vân đấy, thì ở đây mình sẽ run từ chỗ này đấy, mình sẽ run theo từ đầu đến cuối đấy, tức là nó chạy hết test cây một. Ở đây bạn lưu ý là thấy cái vàng, một dòng vàng và dòng xanh, dòng vàng chạy đến đâu thì nó sẽ đi chạy, có nghĩa là mang tính chất nó chạy hết đến đấy. Như vậy có nghĩa là nó chạy xong hết, các bạn thấy là hết cả hai cái test cây này đều màu xanh, thì có nghĩa là test suite chúng ta đã chạy toàn bộ xong và không bị lỗi gì cả. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là các bạn bị lỗi, ví dụ tôi sửa ở đây đấy và tôi lưu lại đấy, tôi run đấy. Đấy, vâng, ok. Tức là nếu các bạn thấy một cái dòng trạng thái mà màu cam thế này, có nghĩa là liên quan tới việc gọi là có vấn đề. Đấy. Thì có vấn đề ở đâu? Vấn đề thì các bạn thường nhìn ở bên dưới phía cái chỗ dòng test suite này, thì có phần lock này, reference này, UI và roll up này, mình giới thiệu luôn. Đấy. Thì ở trên nó gọi là phần comment, thì màu đỏ ở đây, màu xanh có nghĩa là lock toàn bộ những cái này, nó có vấn đề gì không? Thì ở đây mình kích vào xuống cái bằng màu đỏ này đấy, thì các bạn sẽ scroll xuống dưới sẽ có thấy là một cái dòng nó gọi là cái element 146 mà vừa mới tôi sửa đấy, không tìm thấy đấy. Đấy thì đây đây chính là cách mà chúng ta để xem xét việc mà tại sao test case và test suite mình record, mình playback lại là không, lại không, lại vì sao không chạy được đấy. Tiếp theo giới thiệu tiếp đó là qua cái cách mà Selenium làm như này thì chúng ta sẽ hiểu là mỗi một dòng là một comma, tức là một cái lệnh. Ví dụ chẳng hạn như là đây là lệnh open thì gồm sẽ có ba cái biến, nó gọi là take it và value. Đấy thì comment, take it, value đó là ba cái giá trị liên quan tới một comment nó cần phải có. Tất nhiên là tùy từng cái comment nào đó mà chỉ nó chỉ nó có value thôi. Ví dụ tôi hạn như là store thì sẽ có value. Đấy. Thì ở đây mình sẽ đi qua từng những các cái căn bản chính đấy. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu luôn qua là có rất nhiều lệnh liên quan tới việc record and playback mà sau này các bạn sẽ làm quen dần. Tất nhiên ở đây mình sẽ không nói những cái lệnh, ví dụ chẳng hạn như là close, open hay là các bạn focus hay là vào đó vào đâu đó đấy. Thì ở đây mình có chỉ có nêu ra một số những lệnh mà các bạn thường làm hay sử dụng nhất, đó là click này, click and wait này, wait for này, validation và store đấy. Chẳng hạn tại sao ở đây tôi lại có cái validation, ví dụ trong test 1 nhé, tại sao tôi lại có cái, tôi lại sửa cho số 7 để cho nó chạy này. Đây tôi chạy lại cho các bạn nhé, tôi tạm thời xóa test cây 2 đi đấy, chạy test xui đâu. Tất nhiên khi các bạn xóa xong này và các bạn thấy ở test 1 nó có dấu sao, nó nghĩa là chưa xếp, bạn phải xếp nó vào đấy để cho đảm bảo là cái này nó được chạy theo cái đúng cái 112 của chúng ta đấy. Rồi ok đấy. Tôi close cái này lại này, open một cái test case đấy, save đấy. Tôi chẳng hạn tôi mở cái table ra đấy và tôi đang thử. Thì ở đây tôi mong muốn làm sẽ giải thích liên quan tới việc click and wait và verify đấy. Thì tại sao chỗ này click và chỗ này click and wait, bạn phải hiểu nhé, làm đối với mỗi phần lock đây, tôi clear đi đấy. Thì cái phần click and wait này nó sẽ tốt hơn với click đó. Bởi vì đơn giản đó là click thì chỉ có click thôi và thực hiện. Thế nhưng mà click and wait cũng là gì ạ? Có nghĩa là nó click, ví dụ vào nữ click để xem thì trang web, như bạn hiểu đấy, có cái phần loading dữ liệu về thì nó mới đợi xem là có menu 47 không, có áo phông bò sữa không, có cái gọi là 3745 này không thì nó mới làm đấy. Thế còn ở đây sẽ có bạn sẽ thắc mắc là tại sao lại phải verify text. Thế thì trong một cái cơ bản của việc test case thì bao giờ bạn phải có một cái nó gọi là expected result, tức là cái mong đợi kết quả sau khi các bạn làm một loạt các hành động. Thì từ đây đến đây tôi định nghĩa đó là một loạt các hành động, và verify text đó là chính là expected result đấy. Tức là đơn giản là ví dụ chẳng hạn như đây bạn muốn verify chữ bootstrap 3 triệu, bạn phải chuột phải vào đây bạn verify đấy. Tất nhiên trong cái chuột phải đây thì các bạn lưu ý này, bạn vào xuống show all comment đấy. Đây là toàn bộ những lệnh mà Selenium IDE đã lập trình sẵn để cho các bạn verify theo cái test case căn bản
Đấy, các bạn đã làm. Đấy, nếu mà đã học ở trong cái phần học cơ bản về test case, tức là trong các phần test case thì có ba phần quan trọng đúng không ạ? Cái phần đó gọi là description, procedure và expected result. Đấy, thì đây là toàn bộ những cái wait for này, verify time này, assert này, store này. Thì mình giải thích nhé. Assert có nghĩa là gì? Khi mà thấy cái này thì báo hiệu. Vâng. Verify có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là nó phải có dữ liệu nào đó ở trong. Ví dụ ở đây tôi đấy verify cái giá trị này là 375. Đấy. Thứ hai là wait for. Vâng. Tức là chúng ta đợi một cái giá trị gì đó để hiện ra, để làm cái việc gì đấy. Còn store, store nghĩa là gì ạ? Tức là chúng ta lưu vào đâu đó để chúng ta thực hiện cho cái lệnh khác tiếp theo. Vâng. Lưu khác nhé, đợi chờ khác. Xác định và verify tức là giám sát xác định xem nó có đúng phải giá trị đấy không, rồi báo hiệu assert, thì hai chuyện đó là nó rất là khác nhau, nên khác nhau thì Selenium đã lập trình sẵn cho các bạn để bạn làm đấy. Thì liên quan đến cái việc mà target ở đây verify comment target value thì nó có hai cái giá trị, nó gọi select and find. Thực ra thì cái này của mình ấy, thì mình chỉ mong muốn là các bạn làm có thể dùng select hoặc có thể dùng find để tìm ra giá trị của mình ở bên này. Đấy, thì hai cái này thì trừ phi các bạn mà không nhận ra được giá trị, tức là những cái trang web nào nó có quá nhiều Ajax hoặc là JavaScript, các bạn không nhận ra được thì bạn có thể tìm find. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như cái này là 375, các bạn hoàn toàn có thể find ra cái nó gọi là 375. Đấy. Ở chỗ nào thì nó tự động find cho các bạn. Đấy. Thì hoàn toàn là chỗ này thì nó sẽ có một số những các cái mà các bạn có thể làm quen dần. Đấy, tức là select element và clicking. Đấy, liên quan tới cho các bạn liên quan tới clicking. Đấy, thì nó sẽ tạo ra được cái này. Đấy, liên quan tới giá trị. Đấy. Và nó có nhiều cái lựa chọn nữa cho target cho các bạn để các bạn tìm. Ví dụ tôi không thích cái này nhưng mà tôi thích cái này cơ. Đấy, thì tôi sẽ select và tôi chọn cái này. Đấy, thì tôi có thể đưa ra. Đấy. Chạy lại lần nữa. Đấy. Thì nó tùy thuộc vào cái cách các bạn tìm kiếm element trên web. Đấy. Và có thể verify lại những cái giá trị thôi. Đấy. Chẳng hạn như là chỗ này đang bị sai đúng không? Tôi bỏ đi và tôi record. Đấy, tôi thêm một cái nó gọi là tại giá trị này. Đấy, verify text. Những cái nào không có thì các bạn dùng select và find. Đấy, verify text lại. Đấy. Để cho nó đúng. Vâng, thì đấy là những cái căn bản. Đấy. Thế thì chúng ta đi sâu một chút liên quan tới nó gọi là những cái advanced comment. Ví dụ chẳng hạn như là label, go to if while và end while, go to label. Đấy. Thì ở đây các bạn thấy rằng là tôi đã đưa lên trên cái phần nó gọi là template của for student template. Thì như các bạn biết đấy, mỗi một cái bài học của Tester Pro thì ở phía dưới của mỗi bài học đó thì thường thường có một cái phần nó gọi là, tôi lấy ví dụ ở đây bài này thì tôi sẽ đã đưa sẵn một cái link liên quan tới việc nó gọi là các bạn tài liệu tham khảo. Đấy, thì cái tài liệu tham khảo này chính là đường dẫn đưa về đây. Đây ạ, các bạn này đường dẫn đưa đây. Thì trong đường dẫn này thì có cái phần for student và ở đây tôi đã đưa sẵn cái phần Selenium template và các bạn download cho tôi cái phần go to Selenium IDE về với những cái ví dụ mẫu sẵn này thì các bạn thực hành cái phần mở rộng. Đấy. Đấy. Thì như sau, các bạn download cái Selenium sale-ide.js này về, go to sale đấy. Thì sau đó thì các bạn mở trong option ra, Mac và Windows như vậy, các bạn cứ vào tool Selenium này, sau đó các bạn vào option đấy. Option mở ra. Và các bạn cấu hình cho mình ở trong tab general đó là Active Developer Tool Enable Experimenter User đấy, feature đấy. Và ở trong core extension các bạn browser tới cho tôi cái gọi là go to Selenium mà các bạn đã download về. Đấy, browse vào đó và mở ra. Đấy. Ví dụ ở đây tôi đang để chỗ này. Đấy, rồi ok. Đấy. Sau đó thì các bạn ok và các bạn close and playback lại. Đấy, tức là các bạn close cái này. Đấy. Và lại mở ra. Đấy. Để có thể chúng ta ở đây thì tôi đã dựng sẵn cho các bạn một cái gọi là Advanced và một cái script mẫu sẵn Advanced để làm một số công việc liên quan đến những cái script Advanced. Ừ. Ở đây thì mình sẽ mở cho các bạn xem để cái đó chạy như nào. Đấy. Thì file open đấy. Advanced đấy, mở ra. Đấy. Rồi. Vâng, đấy thì cái này các bạn sẽ thấy rất là nhiều cái từ khóa mới đúng không ạ? Thứ nhất là
store đấy, thứ hai là store Evan đấy, thứ ba là Echo, go to label đấy, go to if đấy. Thế thì mong muốn là tôi sẽ giới thiệu các bạn liên quan đến cái label for go to if while why đấy. Đầu tiên label đấy, label ví dụ ở đây chúng tôi label ghi là cert 575 thì cái này nó có mang ý nghĩa là label và go to label đấy. Tôi lấy ví dụ tôi tạo một cái file test mới và chúng tôi thực hiện một cái đoạn skip như sau, chẳng hạn như là chúng tôi vào bò sữa áo phông đấy, chúng tôi kích vào trang chủ đấy, và sau đó chúng tôi vào nam đấy, xong chúng tôi chọn một cái nam áo phông này và chúng tôi chuột phải, chúng tôi verify tag đấy, chúng tôi khi mà xem được cái nỉ mũ khoác đúng không, thì verify là 665.000 đấy, dừng đấy. Thì bây giờ tôi muốn làm khi nào đó nó chạy đến hết verify tag thì nó sẽ go to label đấy, các bạn có thấy là mình đã có những cái go to Selenium IDE cài đặt trong option rồi, đây đây là trong này rồi, thì nó sẽ rất là dễ cho các bạn để sử dụng go to label đấy. Tôi chẳng hạn lấy go to label A để tôi đặt một cái biến là A đấy, thì ở đây tôi sẽ insert một cái label đấy, label đấy, các bạn chuột phải insert thôi, cái này nó cũng như là một cái hệ thống thêm mới bản ghi đấy, rất là dễ. À đấy, tức là tôi mong muốn là khi chạy đến đây thì tôi sẽ chạy đến điểm A và chạy lại từ click and wait đấy. Nào bây giờ tôi sẽ run thử xem các bạn cái chỗ này run đấy. À, từ từ đợi một chút để tôi sẽ phải xóa lại cái này đi, delete này đi đấy, thì label và go to label bây giờ tôi sẽ chạy để cho nó chạy theo cái từ khóa label và go to label. Các bạn theo dõi nhé, đấy theo dõi cái tín hiệu màu vàng để nó chạy nhé, chạy chạy xuống này, chạy tiếp xuống này, đấy, chạy xuống đấy, rồi bây giờ đấy lại chạy lên đấy, lại chạy xuống đấy, rồi, lại chạy lên đấy, và cứ thế đấy. Thì tính chất của label go to label là như vậy rồi. Ok, tiếp theo ấy thì là đối với go to if while and while đấy và go to label đấy. Thế thì ở đây thì tôi sẽ có thêm một cái comment đấy, như lần trước tôi đã nêu đó là store đấy, và tôi muốn để cái biến này giá trị take it với biến nó là x đấy, giá trị là một đấy. Thì mong muốn là nếu rằng giá trị biến x đó đấy thì go to label A đấy, còn nếu mà không thì label đặt thêm một cái label ở dưới go to label, label label đấy, label target ở đây là label B đấy, vâng đấy. Store đây, insert new comment đấy, go to if đấy, if chữ y viết hoa rồi, go to if tức là ở đây phải có một cái giá trị logic đấy, liên quan tới việc gọi là nếu mà nó đúng thì nó chạy đến B đấy. Thì ở đây tôi sẽ gọi một giá trị đấy, đó là đô la này hoặc móc này, x này hoặc x này đúng không, mà lớn hơn 4 đấy thì sẽ go to B, còn nếu mà không thì cứ chạy vào cái này lại go to label A đấy, go to label A ở dưới xong rồi đấy, được chưa, x lớn hơn 4 đây, và tất nhiên là dưới ít đúng không, chúng tôi sẽ phải có một cái store Evan đấy, và tăng cái biến x lên đấy, đô la móc x đúng không, móc cộng 1 đấy, cho vào biến x đấy. Rồi tức là gì ạ, tôi sẽ chạy hết cái giá trị này đấy, cho tới khi nào mà x đến đây thì x sẽ x cộng 1, chạy tiếp lại chạy lên với bờ A, nếu mà nó chưa lớn 4 lại cộng 1, chưa lớn 4 lại lại A cộng 1, và nếu lớn 4 rồi thì nó chạy thì tốt là B đó bạn. Nào bây giờ chúng ta thử run, chúng ta run thử xem đấy nhé, các bạn sẽ xem log ra nó là cái gì đây, vâng tiếp chạy rồi, chạy đấy đã vào vòng vo rồi đấy, vâng đấy. Rồi đến đoạn A lại lại tiếp bởi vì nó đây nó mới là 2 thôi, vâng đấy, nó là 3 đấy, đấy nó là 4 đấy, rồi đấy
Đó, xong. Đấy. Tức là đến vòng lớn hơn 4 thì nó chạy ra về bố bê. Đấy. Đấy thì thực ra if nó là một câu dễ nhánh, đó là các bạn thực hiện khi một tiểu tiến một điều kiện logic. Đấy, logic đó năm. Đấy. Thì cái logic này nó có thể là lớn hơn, nhỏ hơn, chứ hơn hoặc bằng. Đấy thì chúng ta thực hiện qua store eval, store text, store. Đấy. Còn get eval thì ở đây tôi có một demo một cái bài toán nó hơi lằng nhằng một chút. Đây ạ à, các bạn đấy các bạn mở cho mình cái demo advan ra. Don't say cái này. Đấy. Đây advan. Thì nó hơi dài thì tôi sẽ giải thích từng cái dòng loại một ở đây. Tức là ở đây mang ý nghĩa là đầu tiên vào bò sữa này, đấy. Xong rồi chúng ta sẽ tìm kiếm trong những các cái phần áo nữ nam này, đấy. Đấy, trong phần áo nữ này chúng ta sẽ tìm kiếm tất cả những giá trị này, nếu có giá trị nào bằng 895 đấy và i store id bằng 7981 đấy, nếu có giá trị nào 895 thì dừng lại và hiện ra giá. Dạ vâng, tức là bạn phải hiểu là vào một trang nữ này thì sẽ thấy có rất nhiều cái sản phẩm đúng không ạ, nhưng mà đây tôi đang mong muốn là tìm thấy giá id của sản phẩm là 895 đấy thì nó sẽ thoát ra. Đấy thì đầu tiên tôi sẽ lưu một loạt các giá trị ở biến và cho các trong những cái này đấy. Sau đó thì tôi sẽ so sánh và go to if đấy đến cây đấy để có thể tìm ra. Đấy thì ở đây chúng ta sẽ có một cái logic mà các bạn sẽ có hiểu, đó là go to if của cái này đấy. Thực ra thì cái này cũng chỉ có là có theo một cái cách khác của cái gọi là quá trình mà các bạn xem đưa ra cái giá trị của nó cái này hoặc là nó giá trị nhiều hơn. Đấy rồi ok. Đấy, tôi để không to nữa. Tức là ID sản phẩm store va và expect store va. Đấy. Thì thực ra ấy, cái này nó go to if liên quan tới việc mà so sánh logic đấy, thì các bạn có thể theo cái giá trị này. Đấy. Hoặc là theo cái kiểu đô la mọc móc như thế kia cũng được, tùy. Đấy. Ở đây tôi thấy có một cái lệnh cho các bạn chưa rõ, đó là store evan. Vâng, đây hai cái này. Store evan tức là đây là quá trình các bạn lấy ra và đưa vào đấy, rồi echo đấy, có lẽ là cái này các bạn echo các bạn chưa rõ, echo tức là đưa ra thông tin sản phẩm của nó là bao nhiêu đấy, ví dụ cho các bạn echo đô la current price nó sẽ đưa ra giá trị nội dung biến current price đấy. Rồi đấy thì bây giờ chúng ta sẽ thử chạy cái này xem để xem nó có sợt và lui ra như nào xem đấy. Rồi nào run. Vâng, đấy đầu tiên vào trang bò sữa. Sau đó thì đưa sang cái phòng đấy, nó sẽ tìm kiếm đấy. Đấy các bạn thấy thêm là nó sẽ lặp đi lặp lại rất nhiều à. Đấy, nó lặp. Để nó tìm kiếm trong này là cái nào. Đấy, nó tìm được rồi. Đấy thì suy ra là có cái giá trị là 895. Đấy. Thì ở đây thì tôi thấy rằng là đối với loop while rồi get event thì cũng tương tự thôi. Đấy. Các bạn hoàn toàn có thể là đặt dựa trên những các cái cách để làm thử của mình đều ra hết đấy. Ví dụ ở đây tôi sẽ new một test case để tôi thử chạy, tôi đóng cái này lại, delete cái này đi. Đấy vâng. Ở đây tôi sẽ new một test case để mà test check cho các bạn cái vòng while. Đây, tôi chẳng hạn tôi lưu và tôi chạy ví dụ phụ kiện nam đấy, quần short đi. Vâng, đấy. Chẳng hạn như là tôi thấy là cái này có giá trị là verify text ở đây. Vâng, đấy. Chẳng hạn như là tôi mong muốn đấy dừng và tôi mong muốn là chạy hai cái lệnh này sử dụng while đấy cho nó chạy lớn hơn 3 lần đấy, thì đầu tiên tôi đưa step cái này, đưa lưu một biến step với giá trị là 1. Vâng đấy. Insert new comment đấy, tôi đưa giá trị cái này là while đấy, các bạn gõ while đi, while nếu cái gì, nếu cái step này vâng đúng không ạ, móc while đô la step móc nhỏ hơn 3 đấy, tức là trong trường hợp mà y nhỏ hơn 3 đấy thì step tiếp và chú ý khi y thì phải có end y đấy, nếu mà nhỏ hơn 3 thì tiếp tục như này đấy. Insert new comment các bạn store event của nó nhân cái step này của mình lên đô la móc step đúng không, cộng 1 đấy, và lưu ngay vào biến step. Tức là cái mỗi một lần nó chạy đến đây thì nó sẽ lưu biến này step lên đấy, còn nếu nhỏ hơn 3 thì nó vẫn cứ chạy đấy, và khi nào nhỏ hơn 3 thì thôi đấy. Nè bây giờ chúng ta sẽ run một cái này đấy, rồi làm đầu tiên vòng thứ hai đấy ok đấy xong rồi đấy.
Thực ra thì đấy 1 2 3 đây tôi clear lại nhé để xem cái lốc của nó có ra đúng không. Đây mình step này rồi run này đấy, rồi 1 này 2 này đấy nó chạy như thế thôi, tức là bởi vì là có đầu tiên thì nó là 1 thì nó sẽ là 2 cái sẽ là 3 đấy. Thì như vậy đối với while và end while thì tương tự như với if thôi, như thế thì các bạn có thể theo những cách bước đó để sử dụng để có thể làm đấy. Rồi bài tiếp theo thì sẽ liên quan tới việc nó gọi liên quan tới Selenium Remote Control đấy, và liên quan tới việc gọi là Hub with Java Recording đấy. Thì tôi mong muốn là trước khi sang cái bài 2 thì các bạn download cho mình một cái phần gọi là Eclipse IDE đấy, JDK Configuration, Install Browser Driver, và bạn cần một chút Java Programming. Dạ vâng, cảm ơn các bạn đã tham gia bài học. Mình hy vọng rằng bài học vừa rồi đã cho các bạn ít nhiều một số các kiến thức cần thiết. Mọi góp ý, comment, đánh giá xin mời đưa xuống phía dưới clip hoặc liên hệ qua Facebook của chúng tôi. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn đối với những bài học sau.